Theo đó, khách hàng khi mua một trong hai phiên bản Fortuner 2.4 AT 4x2 hoặc Fortuner 2.4 MT 4x2 trong thời gian từ 3 tháng 7 đến hết 31 tháng 7 năm 2020 sẽ nhận được những ưu đãi sau đây. 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota, gói bảo dưỡng 3 năm miễn phí hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Kể từ khi ra mắt vào năm 2009, Fortuner thường xuyên đứng đầu phân khúc SUV và nằm trong danh sách những mẫu xe bán chạy trên thị trường Việt Nam. Tính đến nay, khoảng 100.000 xe đã được giao tới tay khách hàng. Fortuner luôn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn khi sở hữu thiết kế bề thế, không gian rộng rãi, cùng hệ thống an toàn tiên tiến đáp ứng được nhu cầu đa dạng của mọi gia đình. Với việc kế thừa các giá trị cốt lõi bao gồm chất lượng, độ bền, độ tin cậy, cùng với chi phí vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phụ tùng sẵn sàng có và dễ thay thế, dịch vụ chất lượng cao và chuyên nghiệp tại các hệ thống đại lý, chi nhánh, trải dài khắp cả nước, khách hàng sẽ luôn luôn yên tâm khi sở hữu những mẫu xe của Toyota.